Vâng, em Minh Chiến Bình Định xin chào tất cả các bác, chúc các bác có một ngày mới vui vẻ và tròn niềm vui. Và sau đây, hàng mới về ngày 16 tháng 5 2020, em có về một số sản phẩm e-bike và một số sản phẩm audio phục vụ các bác. Nay về một con khủng long, đó là dòng Isotech BM8 MK2. Đấy. Các bác nào có những dòng loa cao cấp thì đừng bỏ qua em này, vì em này rất là hay. Nó thì các bác thường hay so sánh với con Marantz BM94 Limited. Nó thì âm thanh hai con nó khá là giống nhau. Về con BM8 MK2 và con Marantz B94 Limited. Nhưng mà con BM8 nó nhỉnh hơn một tí, nó ở chỗ công suất và tiếng bass nó đầm hơn cái dòng 94 Limited. Và nó có cấu hình rất là khủng nha. Nó chạy sò sét, còn con 94 Limited thì nó chạy sò thang. Và con này nặng 3 mấy ký nha, còn con kia nhị hơn. Ở trong về trưng bày về ấy thì con này tuyệt vời và rất là hiếm nha. Nó là dòng Isotech BM8 MK2 thì em báo giá luôn để anh em cân đối. Con này giá là để em cân đối là giá cho các bác là 27 triệu nha, 27 triệu đã bao ship cho các bác. Mới vừa chưa khui bị nó bóng luôn nha, em mới tháo thùng kia. Đây những cặp loa sáng nay về, một cặp loa CS99A rất là đẹp, đẹp thiếu tung số thôi. Giá là 43 triệu. Em đã chụp hình và đã làm video cho các bác xem rồi. Các bác có thể lục lại video lúc ngày 16 là có hình ảnh chi tiết cặp loa này. Tất cả giá trên là em luôn bao ship cho các bác, và các bác xem video nhớ đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất. Và ngày nay nó có một số sản phẩm rất là hời cho anh em, đó là một combo để loa rời để anh em về đóng thùng, đó là loa Wattfiden. Đây là một cái loa bass, hai cái loa bass, đây là hai cặp loa chung. Loa chung mà nó to tới đường kính tới hầm máy luôn nha. Và một cái lo, một cặp lo chép, nó là một bộ để các bác lên thùng. Giá nó chỉ có 10 triệu thôi nha, 10 triệu thôi. Ê bay hết nha, thùng những ở Mỹ nó đéo về nha. Và đây cũng vậy, đây cũng những sản phẩm đấu giá từ bay về. Đây là một bộ mixer có mã là IC4 nha. Số IC4. Và đầu tai mix là tai mix Sure Beta 58 nha. Các bác thấy không? Đấy. Các bác nào thích chơi hàng xịn thì alo cho em. Độ Beta 58 đuôi chuột nha. Beta 58 đuôi chuột. Rất là nổi tiếng. Tay rất cầm rất là chắc nổi. Bộ này là giá 7 triệu nha các bác. 7 triệu. Nhanh tay nó xa. Đấy. Phía sau nó gồm đơn giản như những dòng khác, cũng là hai cái râu. Hai râu và một cổng 35. Đây là dòng chuyên nghiệp nha, chuyên nghiệp cho thị trường Mỹ nha các bác. Thị trường Mỹ. Giá là 7 triệu nha. Rất đẹp. Đây các bác thấy tai mic nè. Tai mic nó làm bằng gang nha các bác, gang kim loại rất là nặng. Và logo là khách chìm nha. Đây, một em duy nhất nha, Shure IC4. Và tiếp tục là em khui bộ loa rời này để anh em về chơi, giá là 10 triệu. Bác nào nhanh tay nhất thì sở hữu cái bộ này nha. Đây là cái loa trép nha các bác. Loa trép một bộ cặp của nó này. Đây, cặp. Đây là cái loa trép nha. Trép màu tím nha các bác, của Wattfiden. Made in England. Nhưng mà cặp này, bộ này xuất từ Mỹ, ở Mỹ về nha. Đây các bác thấy cái đồ ring đồ đẹp đó nha. Đấy. Đây. Bộ này thì các bác mua về và chơi có thể bán lại cũng có lời. Đây nha. Đây nha. Đấy. Y chang nha các bác, tùy lúc năm người ta sản xuất nha. Nó có cái thép nó khác nhau, nó mạ xi vàng và cái thì không mạ như những cái âm ly mạ xi vàng và xi trắng. Tất cả là nguyên zin nha. Nó một số nha các bác. Đây các bác có thể xem nha. Đấy. Thì đời người ta sản xuất thôi. Đó. Tán còn nguyên hết nha. Đây. Rồi. Đây là bộ loa chép. Tiếp tục tới bộ loa chung. Rồi, đây là cặp loa chung nha. Loa chung là thì các bác đóng nha. Loa chung nó đường kính là 22 các bác, 22-25 gì á. Rất là to. Các bác thấy cái độ đẹp của cái loa chung này nha. Gân là gân vải nha. Gân vải nó nhúng phía dưới này. Đây, đây là cái loa chung. Rốn rất là sâu. Như cái loa toàn giải vậy đó. Như cầm như là một cái cặp loa toàn giải. Rất đẹp. Đây, khung là khung nhôm nha các bác. Khung nhôm.
Đấy, có khách và logo thương hiệu luôn này. Westfalen. Và đây là cái bát của nó. Rốn nó cực kỳ sâu và rất là đẹp, hai cái râu bát. Đấy. Và rất là sang chảnh nha. Cặp này mà kia cần chỉ cần một cái bát như thế này thì các bác với một cái lọ chép là các bác đóng vào một cái thùng là nghe nhạc tuyệt vời rồi. Đấy, là cái đầu tiên, là cái thứ hai nha. Đấy. Một bộ như thế này chỉ có 10 triệu thì cực kỳ là hời, không biết là bác nào sẽ làm chủ được cái bộ này. Về đóng cặp mà thùng 5 triệu đó là 15 triệu một bộ nghi nhạc, khỏi phải bàn luôn. Đầy đủ ba giải, bát trung chép, bát thì bát ba mấy luôn cho không phải nhỏ nha. Thì bác mua được cái giá tốt thì về bán cho anh em giá tốt để anh em chơi. Bắt đầu nhanh te nhất là may mắn sở hữu thôi. Đấy, rất là đẹp nha. Hai bên tay người ta cắt dây hết rồi, chỉ việc chúng ta về câu dây vào thôi. Xuống rất là sâu, rất là đẹp. Cực kỳ. Cà phê nha, rồi. Tới lô bát nha các bác. 10 triệu mà cá đóng. Toàn lo xịn là lo đẹp thôi. Hay là lô bát. Rất là nặng nha các bác. Cái này nặng khoảng là 8-9 kg nha. Cũ là cũ bánh của ống bơ nha, như R3 nha các bác. Của ống bơ. Vàng đồng. Mắt in ăn la. Đấy, nguyên bản hết nha. Rất là đẹp luôn. Đây các bác, nó cũng gần vải luôn nha. Đây. Đây, rất là đẹp luôn. Đây. Nói chung là nguyên bản hết, đẹp thì ngất ngay. Và đây cũng vậy nha. Đây, nó cũng củ ống bơ luôn. Màng là màng giấy nha, màng giấy rất là nhị. Gần vải. Đây, củ ống bơ luôn, nặng lắm. Đây cực kỳ. Và đây là phía trước của sản phẩm. Đây. Đây là hai cái lô bát. Đấy. Cái nụ nó có khác mèo theo thời gian nha các bác, như tất cả zin nha. Đấy, keo vàng nha, keo vàng zin nguyên bản hết nha. Chắc là do cái đời người ta sản xuất khác mèo, tại những cái thời đó người ta sản xuất thủ công chứ không phải máy. Nên rất là đẹp, viền là viền xanh nha, tất cả nguyên bản hết nha. Gần vải tắm dầu thì nó xài thiên thu rồi, không bao giờ trọc vào đâu được, có xài mãi mãi luôn. Nguyên bản hết nha. Đấy. Cái đai nó sẫm hơn cái đai một tí, cái nụ á. Có đẹp luôn, đẹp cực kỳ. Rồi, bác nào buồn lấy bộ đây thì alo cho. Bát này là bát 32 cm nha các bác, 32, còn chung là trong cửa 25. Đấy. Liên hệ cho em qua số điện thoại có trên màn hình. Đây là cái hộp từ Mỹ người ta gửi về cho mình đây. Đây là hộp đựng lô bát này. Cái hộp đựng lô trung thì em để bên kia rồi. Đấy. Bát thì cụ ống bơ. Rồi, tiếp tục là em khui tới con BM8 MK2. Và tiếp tục là em khui bộ lo rời này để anh em về chơi, giá là 10 triệu. Bác nào nhanh te nhất thì sở hữu cái bộ này nha. Đây là cái lo chép nha các bác. Lo chép một bộ cặp của nó này. Đây, cặp. Đây, đây là cái lo chép nha. Chép mèo tím nha các bác, của Westfalen Magic in Anglan. Nhưng mà cặp này, bộ này sắp từ Mỹ, ở Mỹ về nha. Đây các bác thấy cái đồ zin đồ đẹp đó nha. Đấy. Đấy. Bộ này thì các bác mua mua về và chơi có thể bán lại cũng có lời. Đây nha. Đây nha. Đấy. Y chang nha các bác, tùy lúc 5 người ta sản xuất nha. Nó có cái thép nó khác nhau, nó mạ xi vàng và cái thì không mạ như những cái âm ly mạ xi vàng và xi trắng. Tất cả là nguyên zin nha, nó một số nha các bác. Đây các bác có thể xem nha. Đấy. Thì đời người ta sản xuất thôi. Đó. Tán còn nguyên hết nha. Đây. Rồi. Đây là bộ lo chép. Tiếp tục tới bộ lo chung. Rồi, đây là cặp lo chung nha, lo chung là thì các bác đóng nha. Nó trong nó đường kính là 22 á bác, 22-25 gì á. Rất là to. Các bác thấy cái độ đẹp của cái lo chung này nha. Gần là gần vải nha, gần vải nó nhúng phía dưới này. Đây, đây là cái lo chung. Rốn rất là sâu. Như cái lo toàn vải vậy đó. Như cầm như là một cái cặp lo toàn vải. Rất là đẹp. Đấy, khung là khung nhôm nha các bác. Khung nhôm. Đấy, có khách và logo thương hiệu luôn này. Westfalen. Và đây là cái bát của nó. Nó rốn nó cực kỳ sâu
và rất là đẹp, hai cái râu bát và rất là sang chảnh nha. Tập này mà kia cần chỉ cần một cái bát như thế này thì các bác với một cái lọ chép là các bác đóng vào một cái thùng là nghe nhạc tuyệt vời rồi. Đấy, là cái đầu tiên, là cái thứ hai nha. Đấy, một bộ như thế này chỉ có 10 triệu thì cực kỳ là hời, không biết là bác nào sẽ làm chủ được cái bộ này. Về đóng cặp mà thùng 5 triệu đó là 15 triệu một bộ nghi nhạc, khỏi phải bàn luôn, đầy đủ ba giải bát trung chép, bát thì bát ba mấy luôn cho không phải nhỏ nha. Thì bác mua được cái giá tốt thì về bán cho anh em giá tốt để anh em chơi, bác nào nhanh tay nhất là may mắn sở hữu thôi. Đấy, rất là đẹp nha, hai bên tay người ta cắt dây hết rồi, chỉ việc chúng ta về câu dây vào thôi. Đấy, xuống rất là sâu, rất là đẹp cực kỳ, cà phê nha. Rồi tới lô bát nha các bác, 10 triệu mà cá đóng, toàn lo xịn là lo đẹp thôi, hay là lo bát rất là nặng nha các bác, cái này nặng khoảng là 8-9 kg nha, cũ là cũ bánh của ống bơ nha, như R3 nha các bác, của ống bơ vàng đồng mắt in ăn la nguyên bản hết nha, rất là đẹp luôn. Đây, các bác nó cũng gần vải luôn nha. Đây. Đây, rất là đẹp luôn. Đây. Nói chung là nguyên bản hết, đẹp thì ngắt ngay. Và đây cũng vậy nha. Đây, nó cũng cũ ống bơ luôn. Màng là màng giấy nha, màng giấy rất là nhị. Đây, gần vải. Đây, cũ ống bơ luôn, nặng lắm. Đây cực kỳ. Và đây là phía trước của sản phẩm. Đây. Đây là hai cái lô bát. Đây. Cái nụ nó có khác mèo theo thời gian nha các bác, nhiều tất cả zin nha. Đấy, keo vàng nha, keo vàng zin nguyên bản hết nha. Chắc là do cái đời người ta sản xuất khác mèo, tại những cái thời đó người ta sản xuất thủ công chứ không phải máy. Nó rất là đẹp, viền là viền xanh nha, tất cả nguyên bản hết nha. Gần vải tắm dầu thì nó xài thiên thu rồi, không bao giờ trọc vào đâu được, có xài mãi mãi luôn. Này, nguyên bản hết nha. Đấy, cái đây nó sẫm hơn cái đây một tí, cái nụ á có đẹp luôn, đẹp cực kỳ. Thôi bác nào buồn lấy bộ đây thì alo cho, bát này là bát 32 cm nha các bác, 32, còn chung là trong cửa 25. Đấy, liên hệ cho em qua số điện thoại có trên màn hình, hay là cái hộp từ Mỹ người ta gửi về cho mình đây, hay là hộp đựng lô bát này, cái hộp đựng nó trong thì em để về kia rồi. Đấy, bát thì cụ ống bơ rồi, tiếp tục là em vui tới con BM8 MK2. Vâng, đây là con Marang BM8 MK2 Isotech nha. Thì con này vừa về ngày 26 tháng 5 2020, các bác thấy độ đẹp của sản phẩm nha. Em này thì dòng tiếng cực kỳ là sạch và chuyên trị những loa cao cấp như là Ribe, Tân Noi, châu Âu, những dòng châu Âu hoặc là những dòng đời mới rất là hay nha. Đây là chỉnh bát mic chép cho từng vế nha. Đây là cái phần chúng ta chạy kênh loa, nó chạy hai kênh loa A B hay A kèm B, điện 100V, công suất 400W, chạy 8 sò sách. Đây là cái volume tổng nha, đây volume tổng, đây là những chuyển kênh phono tuner AUX. Đây là mạc nó hơi vàng vàng gold nha các bác, đây là đẹp xuất sắc, rất là nặng nha, nặng trên 30 kg. Con này về bảo gỗ rất là đẹp nha. Đấy, con nặng cực kỳ. Tí nữa em sẽ mở rù ra để các bác thấy đồ đẹp ở bên trong sản phẩm nha. Thì con này em báo giá rồi, 27 triệu bao ship cho các bác nha. Mọi chi tiết mua hàng các bác alo cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình. Vâng, thì các bác có thể thấy được cái độ mới dây nguồn ring luôn nha các bác, dây nguồn của Maram, độ mới của sản phẩm nha. Đấy, trở kháng 4-16 ohm, tất cả rác vàng khè nha, sẽ đây là 0047, điện 100V, BM8 MK2 nha, MK2 nha các bác. Rồi sau đây em sẽ cho các bác xem ruột gan của nó. Vâng, đây là các bác chiêm ngưỡng ruột gan của con BM18 MK2 nha. Đẹp cực kỳ và mới tinh. Đây, các bác thấy đẹp không? Em này thì chạy sò sách nha, 4 con sò sách mà răng đỏ đen. Có thay đồ mới, 4 tụ lục nguồn. Và đây là cái tụ, đây là cái tụ nguồn mà để dành cho làm gì không mình không rõ được. Đây, các bác thấy đồ mới của sản phẩm nha. Đây, sexy là mới đét nha. Đấy. Đối với dòng BM8 MK2 thì nhìn rất là rối vì nó trang bị toàn đồ khủng không,
cái tụ to to, tụ đỏ, tụ đồ. Đây, hai ba con tụ. Vĩ mạch mà tụ bự bự không nha. Và đây bốn tụ lục nguồn, rất là to. Ba cái rơ le luôn, hai cái rơ le loa, một rơ le tổng. Đấy, các bác thấy. Đấy. Đây, bốn sò check đỏ đen nha. Nguyên bản nó là sò mà răng đỏ đen. Con này trên 30 kg mà rất là mới, thì bác nào có nhu cầu thì nhanh tay alo cho em để sưu tập những sản phẩm đẹp như thế này. Đấy, rất là đẹp nha. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại các bác. Bác nào có nhu cầu thì cứ alo cho em.